Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì Tự Doanh Chứng Khoán sẽ dành ra một ít phút để giải mật một số vấn đề liên quan tới sóng Elliott. Thì thưa với quý anh chị và các bạn, thì trên màn hình của quý anh chị và các bạn là cổ phiếu GAT. Và cổ phiếu này thì hiện tại thì Tự Doanh Chứng Khoán đang để ở hai cái chế độ. Tức là cái chế độ mà nến là chế độ nến Heiken AC, tức là nến hai cái nến đen đen ở 246 cái cuối cùng là ghi chữ Heiken AC. Cái thứ hai nữa là hiện tại đang để ở cái chế độ, tức là chế độ theo tháng, cái cuối cùng ấy, cái măn ấy là tháng ấy. Thì biểu đồ trên màn hình của quý anh chị và các bạn hiện tại là biểu đồ theo tháng. Thì đây quý anh chị và các bạn nhìn nha, là chúng ta thấy rằng là đây là năm 2014, là tại thời điểm đó thì giá dầu là 120 đô la Mỹ và giá của GAT là 100. Hoạt động kinh doanh của cổ phiếu này thì quý anh chị và các bạn cũng biết rồi, coi lại cái năm 2014 thì đây là cái chu kỳ tăng của năm 2014. Năm đó thì tăng là rất là bất thường, tức là tăng không có sóng xiết xiết. Bây giờ thì chúng ta năm nay thì chúng ta thấy là rất là có sóng sánh đồng hoàng, tức là có sóng Elliott đồng hoàng. Đây là sóng Elliott, thì chúng tôi đang xem là đây là sóng 1, đây là sóng 2, đây là sóng 3. Tức là nếu tính với cái việc giả định là chân sóng ở ngay ở đây, ngay ở cái chỗ mà đầu năm 2016 đây, chỗ này, đây là chân sóng Elliott. Thì kéo lên thì chúng ta sẽ có sóng 1, sóng 2, sóng 3. Thì sóng 3 này càng kéo lên càng cao thì sóng 4 thì càng khắc nghiệt. Nên là sóng 3 thì cái độ dốc của sóng 3 đây, độ dốc của cái sóng 3 đây. Thì sóng 3 này càng dốc bao nhiêu thì cái sóng 4 này nó càng khắc nghiệt bấy nhiêu. Thì để vẫn để nguyên cái nến là nến Heiken. Đây, nến này là nến Heiken IC. Thì để nguyên nến Heiken thì chúng ta chuyển sang là tuần, tức là nến tuần. Đây thưa với anh chị và các bạn là nến tuần. Nến tuần thì chúng ta mới nhỏ cái nến tuần lại để cho chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Thì đây, đây là nến tuần. Nến tuần thì mở rộng màn hình ra. Thì đây anh chị và các bạn phải thấy được rằng là đây là sóng. Tại sao lại Tự Doanh Chứng Khoán lại đưa ra khuyến nghị cho các anh chị mua là cái vùng 50, 55 là cái chỗ này? Là trước đây là chúng tôi là có một lần đưa ra khuyến nghị cho anh chị ở đây, và chúng tôi chỉ dám dự báo là đến đây là 80 thôi, 80, 85 ở đây thôi. Nhưng mà cổ phiếu này, tức là 85 chỗ này, thì cổ phiếu này đã được tăng thêm rất là mạnh lên đến 100. 100 là ngày phiên ngày hôm qua, 100. Và thưa với quý anh chị và các bạn, thì phân tích sóng Elliott thì chúng ta giả định rằng là chân của chu kỳ giảm được kết thúc ở đây. Thì ta có lấy đầu sóng Elliott ở đây. Thì đây là sóng 1, đây là cái sóng 1 này. Đây này, đây sóng Elliott là sóng 1 này. Đây là sóng 2 này. Đây sóng 2 này và đây là sóng 3 này. Cái sóng 3 lớn này nó càng cao mà càng dốc bấy nhiêu thì cái sóng 4 này, sóng 4 lỡ xuống nó càng khốc liệt bấy nhiêu, và sẽ còn sóng 5 nữa. Thì cái lúc đó ta sẽ bàn sau. Bàn sau đến cái sóng sau sóng 4 thì có sóng 5. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy là Elliott rất là chuẩn luôn. Đây thì kênh chị các bạn, chúng ta mở rộng nha một chút để chúng ta nhìn thấy cho nó chuẩn xác hơn. Đây, trên màn hình quý anh chị và các bạn sẽ thấy này, trong cái sóng 1 thì nó có 5 sóng, là sóng 1 nhỏ này, sóng 2 nhỏ là đây này, là 4 5 tuần này, sóng 2 nhỏ này, sóng 3 này, sóng 3 nhỏ này, sóng 4 nhỏ này, rồi đến sóng 5 nhỏ này. Thì trong cái toàn bộ cái chu trình cái sóng này là nó đi đúng chuẩn mực luôn. Vì chính cái việc cái chuẩn mực này nó chuẩn, lý do là nó là kết hợp giữa cả sóng hồi và sóng tăng, nên nó đi rất đúng chuẩn mực. Đến khi nó vào cái sóng suy giảm là sóng 2, thì đây sóng 2 đây, sóng 2 nó giảm này, thì đây là sóng A, sóng hồi B và sóng C. Sau khi nó kết thúc sóng C thì nó đi ngang một thời gian rất là dài, và thời gian này chúng ta quan sát rất là kỹ thì sẽ nhìn thấy. Và tiếp theo đó thì chúng ta đang nhìn thấy là cái sóng 3 này nó không hiển thị rõ sóng. Nhưng thực tế anh chị nào nhìn kỹ sẽ thấy này, đây là sóng 1 nhỏ của sóng 3. Sóng 2 nó nằm ngay đầu ngón tay tôi đây này. Đấy, nó nằm ngay đầu đây này. Và nó sẽ bị trồng lấn của ba cái con sóng nhỏ. Đó là sóng 3 nhỏ, sóng 4 nhỏ và sóng 5 nhỏ. Và nó tạo ra một cái đoạn rất là dài và độ dốc rất là cao ở cái cổ phiếu GAT. Thì chính những cái điều mà phân tích sóng như này, chúng tôi mới dám mở miệng nha để xếp hạng cái điểm mua và nói với quý anh chị và các bạn như vậy.
Thì để thêm cái phần mà quý anh chị và bạn có thể nhìn rõ hơn về đúng nến hơn, thì chúng ta chuyển nó thành cái nến, nó gọi là nến bình thường. Nến bình thường thì sẽ khó nhìn sóng hơn, sẽ rất khó nhìn sóng hơn, rất khó nhìn sóng hơn, khó nhìn sóng hơn rất nhiều, khó nhìn sóng hơn rất nhiều, và chúng ta sẽ không phân biệt được sóng. Nhưng mà cái độ dốc của sóng thì rất là cao. Thì sau khi mà chuyển được sang cái nến tuần và phân tích sóng như thế cho cái nhật bạn, thì chúng ta để biết chính xác cái vị trí mà gọi là cổ phiếu này có thể là quay đầu, tức là gọi là điểm chết đó, thì chúng ta quay sang cái nến ngày. Đây, nến ngày. Thì khi mà xem nến ngày thì chúng ta sẽ khó lắm, bởi vì nếu mà thu nhỏ lại như thế này thì quý anh chị và các bạn mới nhìn thấy được. Đây, chúng tôi thu nhỏ lại như thế này thì quý anh chị và các bạn sẽ nhìn thấy được, nhưng mà thu nhỏ như vậy khó lắm, khó nhìn lắm, nó tối lắm, nên là chúng ta phải phóng lớn ra thôi. Đây. Đấy, khi phóng lớn ra như thế này thì quý anh chị và các bạn sẽ không nhìn thấy phía sau nữa, mà sẽ nhìn thấy từng nến ngày một, từng nến ngày một. Thì muốn biết được cái nến ngày nó xấu hay nó tốt thì chúng ta lại phải phụ thuộc vào một số cái chỉ báo khác, thì chúng tôi sẽ nêu cái chỉ báo khác sau. Nhưng ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ có giải mật ở góc độ, tức là cái phần sóng Elliott cho anh chị và các bạn thấy thôi. Thì quý anh chị và các bạn có thể quan sát thêm một tí, chúng tôi đá thêm một tí về Ichi vào đây nữa, thì quý anh chị và các bạn kết hợp Ichi thì chúng ta sẽ có phần nào đấy nhận ra được cái vị trí mà gọi là cổ phiếu này gọi là dừng tăng. Thì ngày hôm nay là đang thấy có dấu hiệu ngừng tăng rồi này. Đấy. Thì nhiều anh chị và các bạn bảo là 150, ok, nhiều ông phân tích phân teo bảo 150. Chúng tôi bảo là 150 thì có mà bán thóc giống mua luôn. Nhưng mà thực tế thì không có chuyện đó đâu. Khó lắm, nói chung khó lắm, nên chúng tôi cũng đang là dự báo thôi mà. Đây, thì nhìn sóng này thì bắt đầu dấu hiệu của một cái nến ngày hôm nay đây anh chị và các bạn này. Anh chị và bạn nhìn không khó để nhận ra cái nến ngày hôm nay nó bị nằm trong một cái nến cao của ngày hôm qua rồi. Thì để kết thúc cái phiên ngày hôm nay xem như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra phân tích. Nhưng mà tôi giả định rằng là cái việc mà nhiều ông bảo là một, tức là nhiều nhà phân tích cho rằng là 150, ok, thì vậy chúng ta lại quay lại cái nến tháng. Thì đây, nếu mà nhìn vào cái nến tháng như thế này, tôi bỏ cái Heiken luôn đi, bỏ cái Heiken mà để lại nến thường đi. Đây, chúng ta nhìn nến tháng như thế này. Thì nếu như nhìn đến tháng này mà nếu như mà không có một cái sóng nào đó chi tiết là gọi là sóng suy giảm để đi 150 cũng có thể lắm, nhưng mà nó sẽ phải vào sóng 4 suy giảm. Chứ nếu mà từ đây mà cứ cắm thẳng lên 150 thì tôi không hiểu là nó ra cái sóng gì nữa. Và nếu như đếm sóng này, đếm đến theo tháng này, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, thì kết thúc cái tháng này thì nó sẽ đi vào sóng 4. Nên là chúng tôi là dự báo thì không phải là cái kiểu như là nhiều anh chị nói rằng là võ đoán đâu, mà cái này là dựa trên căn cứ về phân tích sóng. Đây, sóng đây là toàn bộ cái biểu đồ tính theo tháng, mỗi cái cây nến này là một tháng của GAP. Thì hôm nay thì chúng tôi giải mật một phần nhỏ của cái việc đếm sóng Elliott cho quý anh chị và các bạn về cổ phiếu GAP. Thì tiện thế như thế thì quý anh chị và các bạn cũng là một cái bài nói chuyện về sóng. Thì sắp tới đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái gọi là phân tích kỹ thuật về sóng cho quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì video của chúng ta thì kết thúc tại đây. Thì mong rằng là những cái phân tích sóng về một cách rất giản đơn và dễ hiểu như thế thì giúp ích cho quý anh chị và các bạn. Thì đừng quên là like cho video, subscribe kênh, đăng ký kênh và đồng hành với chúng tôi trong những chương trình sắp tới. Video này thì là video gửi riêng cho nhóm trong tự doanh, trong gọi là cộng đồng, gọi là thương vụ để đời, nên là không public, nên anh chị và các bạn yên tâm là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề ra quyết định đầu tư của quý anh chị và các bạn đâu. Chỉ những anh chị em nào trong nhóm thì mới xem thôi. Video này sẽ public chậm sau một tháng, sau một tuần. Sau một tuần nữa thì sẽ public, nhưng mà bây giờ thì ngày hôm nay là ngày 28 tháng 12 thì là gửi trước cho quý anh chị và các bạn trong nhóm, còn sau đó sẽ public sau. Thì sẽ tùy tình hình thực tế chúng tôi sẽ public sau. Thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo về giải mật các cổ phiếu.